Với ưu điểm là thương hiệu uy tín, sản phẩm chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, các sản phẩm sữa dinh dưỡng do công ty Nanomilk sản xuất và trực tiếp phân phối đang được nhiều người tiêu dùng ưu ái sử dụng nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình. Nanomilk là nhà sản xuất sữa top 3 chất lượng cho mọi lứa tuổi tại Việt Nam, với những sản phẩm chủ lực là sữa công thức, sữa cho người tiểu đường và cao huyết áp, sữa non, sữa giảm cân, sữa dành cho bệnh nhân ung thư, sữa bổ sung canxi dành cho mọi lứa tuổi. Nanomilk đặt cái chất lượng với cái nhu cầu cao của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 2018 và hệ thống máy móc thiết bị thì được nhập khẩu từ châu Âu, và trên cơ sở là dây chuyền hoạt động tự động hóa hoàn toàn. Được thiết kế theo công thức đặc biệt từ sự kết hợp độc đáo từ các nguyên liệu với các vitamin và khoáng chất, tạo thành nguồn dinh dưỡng cân đối, bổ sung canxi và đặc biệt là hỗ trợ phòng chống ung thư, tiểu đường, huyết áp. Nanomilk Canxi Plus đã được ra mắt người tiêu dùng vào ngày 8 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Mình là bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Trước đây thì mình đã dùng cho con sử dụng qua nhờ dòng sữa. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng mình thấy hiệu quả nó không như mong muốn. Chiều cao cân nặng của bé không tăng lên rõ rệt. May mắn là vừa rồi mình có được bạn giới thiệu đến dòng sản phẩm của Nanomilk. Mình thấy sau thời gian sử dụng cho con thì mình cảm thấy con có tăng chiều cao cân nặng lên rõ rệt. Và bé ăn ngon, ngủ ngon, tăng sức đề kháng nên là trẻ ít ốm vặt hơn. Ngày xưa là bé cũng hay ốm vặt đấy. Thế là dòng sản phẩm thì mình thấy được Bộ Y tế cấp phép rất là an toàn. Thế là mình rất là yên tâm. Mình đã chia sẻ đến bạn bè, anh chị em và mọi người trong gia đình sử dụng. Rất là tin tưởng sản phẩm. Sứ mệnh là mang tới những giải pháp dinh dưỡng chất lượng đạt chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý cho hàng triệu gia đình. Nanomilk đã xây dựng thành công chuỗi đại lý, siêu thị và dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế. Trước tiên thì tôi có thể nói rằng là sản phẩm sữa dinh dưỡng công thức của công ty cổ phần đầu tư phát triển Nanomilk là một cái sự lựa chọn tin tưởng, yêu thích của rất nhiều khách hàng, người tiêu dùng trong thời gian qua, đáp ứng được dinh dưỡng như bổ sung canxi, bổ sung các chất như là lipid, protein, toàn diện cho sức khỏe cộng đồng. Với sự an toàn, hiệu quả và chất lượng trong cái sản phẩm, đảm bảo được cái nguồn dinh dưỡng thơm mát, dễ uống, công thức chuyển hóa rất là tốt, đáp ứng hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng trong thời gian qua. Sản phẩm sữa dinh dưỡng tới từ công ty Nanomilk là một trong những lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Việt với sự an toàn và chất lượng trong từng sản phẩm, đảm bảo được nguồn dinh dưỡng, bổ sung sức khỏe cho cả gia đình.